shop nick tự động, sĩkaoshop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Let's go nào anh em. Ở đây có người này. Có người này anh em. Úi dồi ôi, lên bảng điểm số nhá em ơi. Làm sao đấy hả em ơi? Cho chú lên bảng điểm số luôn này. Ở đây nó có một cái khẩu M451 nữa thì mình lên luôn M451 nha các bạn. Để chơi cho nó ổn. Được rồi, đi thôi. Mới lên phía trên này, con nào. Uầy. Lượm thêm mông gạch này, tuyệt vời nhá. Lên thẳng phía trên này luôn nha. Chưa thấy ai trên này cả các bạn ơi. Vắng quá ta. Qua phía này. Ồ. Người đâu, tại sao lại không thấy nhỉ? Lên trên này luôn. Không có ai cả. Thế để mình lên thẳng cái phía 75 này luôn nha. Chúng ta sẽ lên cổng trời nha anh em. Đây mình mới có được một kill đầu trận mà thôi. Xem cố gắng sống dai còn kiếm thêm mạng nữa chứ mọi người. Ai chạy mãi mà có thấy ai đâu. Mệt mỏi ghê vậy. Tránh cái ta. Chạy qua mấy căn nhà chỗ này nhưng mà cũng chả thể ăn luôn này. Thế này thì sao chơi hả mọi người? Ok, mình qua phía này. Wow. À, có nòng súng này. Có nòng súng này mọi người. Ngon chưa? Đi thôi. Qua bên này luôn nha anh em. Phía 60 độ này. Số nha và cảm ơn tất cả các bạn nhé. Để mình xem nào. Xem còn kiếm thêm mạng nữa chứ gì anh em. Ồ. À đây. Trên này có người nữa hả? Ok luôn này. Mình có bên này luôn. Làm sao ở đâu hả em ơi? Anh quay xử các chú luôn này. Chúng ta trong này anh em ơi. Ngay trong căn nhà biệt thự này. Được rồi. Dây bật nữa cả. Bật dây bật lên em ơi. Dây bật này em ơi. Xuống đây. Có dây bật cả rồi à? Uầy. Có dây bật cả rồi à? Xuống đây. À cho nó có dây bật. Nó có lợi thế hơn anh em ơi. Dây bật này. Dây bật này. Tưởng là có dây bật là ăn được anh cơ. Ăn được kẹo cũng đâu có dễ đâu anh em ơi. Đây trang bị dây bật luôn nhá. Trận này thì mong gạch mình có rất là nhiều luôn này. Uầy, có cả Ska nữa, đổi qua Ska. Đổi qua Ska luôn, xấy cho nó phê này. Anh em đừng hỏi tại sao nhá. Riêng kẹo mà chơi Ska thì mấy bạn này tắt điện hết với kẹo này. Uầy, nhiều bom gạch chứ các bạn đây, 26 bom gạch nhé. Bây giờ tôi mới xây tháp thì phải gọi là cực kỳ là cao luôn. Từ từ mình quấn phút máu cái đã. Quấn phút máu để kiếm thêm đạn súng chưa nào. Quay lại chỗ này nha anh em. Uầy. Dây bật này nhiều khi anh em chưa không quen thì cảm giác nó hơi khó chịu một tí. Còn nếu mà anh em chưa quen rồi nó cũng bình thường thôi à. Như thôi. Bo còn to mà các bạn. Mình qua phía thung lũng này coi nè. Ui. Thôi kệ đi. Chắc là chúng ta xuống dưới cái khu vực khu dân cư một xíu nhá. Ui chỗ này ngay vừa đến G nên thôi. Mình qua thính nha anh em. Bom rơi chưa vậy? Bom đang rơi nha các bạn ơi, đang nhấp nháy này. À có một đứa này. Một đứa này đây anh em ơi. Mình vừa thấy nó chạy ra ngoài này, làm sao? Anh đi rồi nha em ơi, làm sao này? Chỗ này à? Đứng lại em ơi. Chạy đâu? Headshot vỡ đầu luôn. Mạng thứ tư rồi nhá anh em. Ok có chảo này. Thằng này thì lại không có thêm tùy máu đấy. Tùy máu mình cũng đang có rất nhiều nhá, 8 tùy máu rồi. Ủa gì đây? Gì đấy bạn nào vừa bắn mình đấy?
mình xếp mấy cái này mình lên chơi cho vui lần này. Có giỏi bạn lên đây chơi của mình đi. Ui ui, thằng nào xếp cao thế, thế thì kinh rồi, thế thì kinh hẳn rồi anh em ơi. Thằng nào xếp cao thế, dựng mấy cái này cho vui này. Xây cao quá nhỉ bạn nhỉ. Để mình xem, mình cố gắng mình xây cao hơn cả nó luôn nha anh em. Để coi, mình cố gắng mình xây cao hơn cả bạn luôn nhá. Xem ai chơi ai, xem ai chơi lại ai nha. Đây anh em chờ một xíu này, nó phải như thế này mới lên được trên này. Lên trên hơi vất vả tí, nhưng mà cũng ổn. Cái kéo nó vừa nhảy xuống này. Ui dồi ôi, nhảy xuống thế thì đã bị hạ là đúng rồi nha em ơi, buồn chưa. Bây giờ mình lại xây mình lên trên, mình chơi cho vui nha các bạn ơi. Quan trọng là xây chơi cho vui thôi à. Chứ tôi trận này thì vô cùng là nhiều bom keo nhá. Tôi xây lên thì các bạn ngắm cả bản đồ luôn nha anh em. Ok rồi này, vẫn đang còn tận 20 cái bom gạch nhá. Đã cao như này rồi vẫn đang còn tận 20 bom gạch này. Ui, anh em thấy ngầu chưa, đủ ngầu chưa anh em. Lên trên này quan trọng là chơi cho vui thôi à. Ui, xíu nữa mình rớt ra ngoài nhá. Dựng bom keo cẩn thận nào. Dựng bom keo cẩn thận luôn này. Ok anh em, lên thôi. Lên trên nữa này. Ui ui, đây đây, hơi lỗ tí, anh em phải ke cẩn thận nhé. Các bạn phải ke cẩn thận thì mới mới lên trên được. Ok, 15 viên nữa, 15 viên nữa, nhảy xuống vô tư. Đáng rất là cao rồi anh em ạ. Ủa thằng nào cao hơn cả mình nữa vậy? Đứa nào ở dưới vậy? Đứa nào ở dưới vậy? Đây à? Làm sao bạn ơi? Làm sao bạn ơi? À nó cũng xây tường gạch mà nó định xây mình á. Xây mình sao nổi. Ủa thằng nào? Thằng nào vừa lên mãi trên này vậy? Đang ở chỗ nào vậy? Bên dưới mình nhỉ? Ủa mình có dây bật. Thôi xong, thối rồi. Úi dồi ôi, còn 10 máu này. Chạy nhanh, chạy nhanh. Thối rồi anh em ơi. Mình có dây bật. Vãi trưởng rồi. Suýt gãy cánh. Chơi ngu rồi anh em ạ. Hên. Công nhận là hên thật, vẫn đang có sống là hên rồi anh em ơi. Cái chỗ 105 có người nhá, từ từ bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh anh em ạ, hên thật. Vẫn đang có sống, công nhận là quá hên luôn nhá. Bom gạch này. Đây xuống các kiểu phòng bơi này, đúng rồi, vứt ra ngoài này. Ok, qua đây. Thằng nào chơi phóng liệu vậy? Thằng nào chơi phóng liệu ở đây vậy? Làm sao, đâu rồi? Mặt xuống đây chơi à? À đây chỗ này. Chạy đâu em ơi. Chạy đâu em ơi. Ui. Nó chạy xong hàng rào rồi, dựng. Ui dựng luôn rồi, nhanh vậy. Chỗ này có người á, để mình coi nào. Thấy mấy bạn này nó chạy nhanh quá anh em ơi. Làm sao? Ui làm sao? Bắn bao giờ mới đến được mình. Xuống đi em ơi. Xuống đi em ơi. Cho chú dựng chỗ này. Sắp dụng chưa em ơi. Kiểu gì nó cũng sớm dụng nhá. Dụng em ơi. Uầy, bé này. Tốn đạn phết anh em ơi. Bắn mãi nó không chịu dụng cơ. Ok ok. Anh chuẩn bị là cho chú dụng nhé. Dụng em ơi. Dụng em ơi, đúng rồi này. Trời ơi, đã bị hạ rồi này. Anh nói mà không nghe cơ, cứ đứng ở trên đấy. Bắn dụng cho lại hỏi tại sao, buồn chưa. Ok mọi người, mỗi đội là hơi tốn đạn tí. Có bên này. Xem hạ nốt mấy đứa bên này anh em ơi. Rồi nha, các bạn hãy cứ bình tĩnh nhé. Bo thì càng ngày càng nhỏ rồi. Và mình sẽ cố gắng kiếm được một ở ngay trong ván đấu đấy nhá. Đây bom gạch cực kỳ nhiều. Lượm ném chơi thôi anh em. À quên, lượm dựng chơi thôi à. Đứa nào ở ngoài này? Mình vừa thấy có một đứa ở ngoài này anh em ơi. Ok, để mình xem nào. Người đâu không thấy là sao ta? Wow, không có thấy các bạn ơi. Chịu luôn rồi. Ở dưới này,
ở dưới này em ơi. Làm sao đấy, làm sao đấy em ơi. Ok, mình xuống dưới mình search cho nó luôn này. Em ơi đừng có chạy nhá, anh search cho lại hỏi tại sao. Làm sao em ơi. Lên bảng điểm số luôn, đừng hỏi tại sao này. Một thằng nào vậy, một thằng nào vậy, đừng. Đừng bạn đây, đừng bạn đây, đừng bạn đây, đừng bạn đây, đừng bạn đây. Mình thì cực kỳ nhiều mong gạch rồi nhá. Sơ mình được không? Sơ mình được không? Mình còn máu cái đã. Sơ mình được không bạn ơi? Sơ mình được không bạn ơi? Lên bảng điểm số này. Đừng có tính là sơ mình kiểu như vậy là dễ nhá. Vào tặng trong nhà cái đã quần máu nào. Còn lại 4 người chơi nữa nha mọi người. Ok anh em cứ bình tĩnh. Mình sẽ cố gắng kiếm top 1 ở trong cái ván đấu này. Được rồi. Người đâu? Phía trên này mình thấy có một đứa mà. Không sợ, không sợ. Đi thôi anh em. Thằng nào ở trên ra đây. Ai đang bắn nhau này. Một đứa đã bị hạ nhá. Ok ok. Mình đứng đây cho gần bo này. Xuống đây đi mấy đứa. Chưa tính người đâu các bạn ơi. Ủa chúng nó chưa xuống đây luôn đi cả. Ghê vậy. Tới đâu rồi ta? Ơ à đủ, chịu rồi. Hình như là hai đứa nó tự hạ nhau rồi. Và bây giờ chỉ còn là hai mạng cuối ở trong ván đấu này mà thôi nhá. Ui gắt chưa anh em, thấy đủ căng chưa? Ok mọi người, chạy đường dốc như này thì anh em không nên nhảy bởi vì là rất là tốn máu nhá. Tốt nhất là anh em chạy nhanh từ từ thôi. Hai mạng cuối nữa lại top 1 rồi. Bình tĩnh, có nào người đâu. Mình chưa thấy ai đây cả anh em ơi. Uầy. À một đứa dựng ở ngay chỗ kia kìa. Ngay chỗ đó có người luôn anh em ơi. Ok ok nhá. Nó đang dựng lên này, nó đang dựng lên này. Nó dựng cho vui thôi anh em ơi. Nó dựng cho vui thôi à. Làm sao đấy bạn ơi. Lên trên này cả. Ok thôi. Sẽ bật mình có gì cơ. Lên trên này à, lên trên này cho vui á. Ok thưa bạn ơi. Ok thưa bạn ơi. Ôi một đứa ngay phía sau nữa. Vãi trưởng. Khoan này hơi khoai. Bình tĩnh nào các bạn ơi. Lên bảng này. Lên bảng cho em ơi. Suýt lên bảng điểm số nhé. Thì bình tĩnh này. Bình tĩnh này anh em. Thằng bé này lên bảng điểm số chưa? Nó vẫn đang ngồi đấy à? Thế mình săn thẳng ở trên trước nhá. Săn thẳng ở trên trước anh em ơi. Săn thẳng ở trên trước này. Ui, thì nó hơi khoai. Nó đâu nhỉ anh em? Mình không nhìn thấy nó nữa cơ. Không nhìn rõ anh em ạ. Lên trên này coi. À, thấy thằng bé đang nằm. Thấy thằng bé đang nằm này anh em ơi. Ôi ôi ôi. Cắt quá rồi anh em ạ, mình còn máu cái đã. Hơi khoai, hơi khoai. Ủa, cái này bị hạ rồi. Nó tự hạ nó rồi. Thằng cuối được cuối. Thằng cuối ngay trên các bạn ơi. Xuống đây em ơi. Bo thu xuống dưới các bạn. Không chạy ra nhá. Chạy đi em ơi. Đúng rồi. Đúng rồi, chạy đi em ơi. Chạy đi em ơi. Yes. Có 17 kill. Anh bảo thì cơ. Không chạy và kết đáng nào này. Lại thêm một nữa rồi. Chế độ xe và trượt đơn giản thôi mọi người ơi. Như vậy là kẻ đây tôi một ở trong chế độ này rồi nha anh em. Ngon lành. Ngon lành rồi đấy nhỉ các bạn ơi. Quá đã. Ok, vậy là mình có được 7 kill rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.